thực hiện nghiêm kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách ở cửa ra máy bay. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc việc đồng bộ hành khách và hành lý. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về đồng bộ hành khách và hành lý. Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề xuất bỏ kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách ở cửa ra máy bay, boarding gate, trong thời gian cao điểm Tết. Về vấn đề này, Cục Hàng không cho biết hiện nay, quy định của pháp luật về vận chuyển đồng bộ hành khách và hành lý chưa có sự thay đổi. Cục Hàng không Việt Nam cho biết thực tế hoạt động khai thác tại các cảng hàng không cho thấy vẫn xảy ra tình trạng việc hành khách đi nhầm tàu bay do chủ quan của nhân viên hàng không tại cửa ra máy bay. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý, kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay xuất phát đúng theo quy định hiện hành.